Con chào thầy, con tên là Bảo An. Năm nay con 8 tuổi, con học lớp 3. Con sống ở tỉnh Hà Nội và hôm nay con muốn thuyết trình trò chơi hưởng táo. Khi trò chơi bắt đầu, sẽ có táo rơi xuống. Và nếu mà được một quả táo đỏ thì mình sẽ được một điểm. Nếu mà mình trúng vào một quả táo ăn dở là mình sẽ bị trừ điểm. Nếu mà mình được 10 điểm thì mình sẽ thắng. Và khi thắng nó sẽ có pháo hoa và một chữ you win. Còn nếu mà mình bị vào một quả táo đen thì nó sẽ thành trang phục thua giống như thế này. Và Giga sẽ khóc. Con xong rồi, con cảm ơn thầy đã nghe bài thuyết trình của con.